quay cảnh rất là vui, hai chị em lần đầu tiên quay chung nhau mà hai người quay rơm rã, hai người bắt nhịp rất là nhanh. Xong ra trời ơi, chị giỡn xong giỡn nguyên cái áo em, nguyên cái chân mày luôn. Nguyên một cái chân mày luôn, còn áo của phần má hồng mà cái phần phấn nâu gì tùm lum trên mặt. Nhìn lại mặt chị, không còn miếng kem mọi người ơi. Rồi bây giờ tới lượt chàng trai áo đen nè, Quang Trung nè. Mọi người không chung chung nghe mọi người nói. Ủa, nó đừng nói ai nói chứ. Hít thôi để đừng nói người ta rồi. Rồi bây giờ mọi người bắt đầu mổ xẻ chung nè. Mời Dũng đầu tiên mà. Quá tốt mà, em quá tốt mà. Chung quá. Thật ra cái mối quan hệ của Dũng và Chung nó cũng rạn nứt lắm rồi. Và bây giờ như này thật sự rất là khó thôi, để cho mọi người đi xong rồi ấy. Dũng sẽ nghĩ một cái gọi là một cái tội đồ đấy có thể cứu vãn được. Nó nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể. Để em thì em thấy em quá tốt lành rồi. Ừ, hình như Chung không có gì để nói, sao mọi người có vẻ im lặng quá vậy? Đàng hoàng gần chết. Gì chị? Sao chị? Người chị em tốt nhất của không Chung. Phải. Vậy nè, Chung có một cái tật là tập gì? Nhà hơi đầu gấu, không ai dám nói. À, vậy em làm gì đâu chị ngơ. Tụi em không phải, Chung bị cái xa cách bạn bè, kiểu là vô phim trường mà khinh khỉnh bạn bè. Không phải vậy. Tại vì chơi với em hết rồi, không có thời gian chơi với mọi người. Nghĩa là hai bọn em là người tách đoàn là không có chơi với em. Em bị mọi người, em đi qua thôi. Em vừa chào mọi người không là chị Ngân đã dám dúi kéo em vào một góc khác. Ở đầu là ngồi đó tâm sự tỉ tê, nói xấu người này, nói xấu người kia rồi. Thời gian đâu mà em tiếp xúc với những người còn lại trong đoàn. Em nói vậy là sai rồi. Thời gian chị không hề tâm sự người này người kia, mà em toàn tâm sự chị ơi, hôm nay em buồn quá, em gọi cho người yêu em không được. Chị em phải làm sao, tự nhiên trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý luôn. Đừng nói vậy, chị mới là cái người bắt em phải tư vấn cho chị á. Chị hết cảm nắng người này, chị cảm nắng người nọ. Xong rồi ha. Vậy chưa đâu. Cũng là giống Kim Nhã luôn. Tiếp đi. Không, tiếp cái này là cái công khai. Hai đứa mình là chị em. Tiếp đi. Xong rồi, sao nữa? Rồi, gì ta quên rồi ta? Sao em? Nói chung đây là hai nhân vật nói xấu cả đoàn. Tập trung mỗi lúc mà chúng tôi dành thời gian để ngủ hay là mọi người ơi, mình đang nói về chuyên môn của bộ phim Bệnh viện Thần Ái, xin mọi người quay trở lại với vấn đề chính đi. Nhưng mà các khán giả cũng rất là muốn biết tất cả những cái hậu trường của Bệnh viện Thần Ái, những cái hậu trường bây giờ mình ra đến được cái này nè. Chỉ có một cái tật xấu nữa. Ủa đây nó được có một cái tật xấu không? Sẵn nó nói luôn là bôi bẩn tất cả những thứ gì màu trắng ở trong đoàn phim bằng cái gương mặt của chị đây. Một lần nào em mặc áo sơ mi trắng hay là áo blue trắng nha, lại giỡn ịnh hồi cái mặt tay, cái áo tay vàng khè nâu lè màu kem mùi phấn không à. Ủa mặt chị trắng bóc luôn, không có gì luôn. À, nếu thế đây đầu lộ hết khuyết điểm, lộ nếu hết chuyện thì không có chân mày. Này ơi, bấy Dũng nói nè. Nếu thế thì có một chuyện cả hai người đều xấu xa luôn. Gì? Hai người này chuyên môn là mất thời gian của đoàn làm phim và rất phiền tới những người make up, vì sao? Cái chân mày của họ kéo dài đến cả cây số. Nếu bây giờ nào bây giờ muốn cái không, bây giờ chỉ cần lấy cái tay chùi một cái là nguyên cái chân mày là còn một nửa. Đó là chị Ngân thôi, em chưa bao giờ em đụng một cái hộp phấn của đoàn nha. Em có thể tiện tay em chùi mất hết cái kia được không? Mọi người tạm biệt mọi người. Vấn đề là gì nè? Lần đầu tiên mà gặp nhau trên phim trường luôn là lần đó hai chị em lần đầu tiên gặp mặt nhau, lần đầu tiên làm việc với nhau luôn. Quay cảnh nó rất là vui, hai chị em lần đầu tiên quay chung nhau mà hai người quay rơm rã, hai người bắt nhịp rất là nhanh. Xong ra trời ơi, chị giỡn xong giỡn nguyên cái áo em, nguyên cái chân mày. Nguyên một cái chân mày luôn, và cả một cái phần má hồng, một cái phần phấn nâu gì tùm lum trên mặt. Nhìn lại mặt chị, không còn miếng kem mọi người ơi. Rồi, ok. Giờ để tới tiên em. Đúng rồi, đến lượt đó, thêm về vân vân nè. Em nhỏ nhất trong nhà, em bắt đầu lên tiếng đây. Rồi. Anh Phan. Rung. Và em yêu nhất trong một phim này. Bên ngoài cũng vậy, rất là yêu. Nhưng mà anh Phan chỉ bị cái là hay ăn với hay ngủ thôi. Ồ, quá đáng rồi luôn. Mà anh Phan hay giữ đồ ăn giùm mọi người, nhưng được cái anh Phan cũng ăn giùm mọi người. Anh công nhận không anh? Anh công nhận, mà xí anh đang thắc mắc là em đang kể về anh Phan hay em kể về anh Hợi vậy? Chỉ ăn với ngủ không nghe ngon quá vậy em? Mặc dù rất thương anh thì lúc mà em... mình lao động nó mệt mỏi ấy. Nhưng mà ảnh dễ thương chứ. Một cái là gì? Là ảnh được cái là ảnh được mọi thứ, nhưng mà ảnh chỉ có một cái là ảnh không bao giờ từ chối. Ảnh nếu như mà ảnh được cái đó em cảm thấy là cái gì à, ý em bảo anh dễ dãi hả? Em nói gì cho nó dễ hiểu hơn chút xíu. Thì bắt đầu không, em đang bắt đầu vô cái trạng thái là không có nghĩa là ảnh rất là dễ thương, mời gì anh cũng ăn, chứ anh không bao giờ anh từ chối mình hết. Là nhiều khi em mời lên thôi đúng không? Mặc dù là giật nguyên. Nói chung là những cái mâu thuẫn mà trong cái đoàn này chỉ chủ yếu đến từ việc là ăn uống nè, xong phấn nè đúng không? Ăn uống xong phấn, tình cảm nữa, cái sự mà thả thính lung tung bậy bạ. Kiểm tra lại Facebook của chị đi, chị kiểm tra lại liền giúp em. Ok, lại. Chị kiểm tra liền, tức quá mà. Nhưng mà em ăn chị không chung? Thấy chưa mọi người, thấy không? Rõ ràng chưa? Còn gì để chối cãi? Okay, giữ tự trọng. Thấy gì?